bản Người Giao tại khu Tân Hồi, nơi xa nhất thuộc xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Để giúp người dân nơi đây hiểu và biết cách phòng tránh HIV, các cán bộ y tế đã phải đến tận nhà để tuyên truyền và giải thích. Tuy nhiên, vì nhận thức kém nên việc tuyên truyền khá vất vả. Ở trên này thì họ tiếp cận những cái thông tin còn rất là hạn chế, nên là cái hiểu biết của họ về HIV cũng còn rất là hạn chế. Họ chưa hiểu biết về những cái con đường lây này, những cái nguồn lây. Đấy, vì thế mà họ khi mà có cái vấn đề đấy xảy ra thì họ rất là sợ. Còn với những người dân này, sau khi được nghe cán bộ y tế cung cấp thông tin và hướng dẫn, họ cũng bớt lo lắng hơn và bắt đầu nghĩ tới việc đi xét nghiệm để chẩn đoán bệnh. Sau cái buổi tuyên truyền này thì riêng bản thân em thì em cũng hiểu ra nhiều điều rồi. Em cũng biết là cái HIV này nó không lây truyền qua mình người gần nhau này. Không, mình bắt tay nhau thế này thế nọ không lây truyền, chỉ lây truyền qua đường tình dục với đường máu lại. Bây giờ là nhà nước có cái thuốc chữa ở đây rồi thì là chắc chắn là bà con với lại các hộ dân người ta yên tâm hơn, và những người mà đang mang cái bệnh ở trong cơ thể thì chắc chắn người đấy người ta cũng yên tâm nhiều hơn. Ngoài việc đến tận nhà, các cán bộ y tế còn thường xuyên tư vấn cho người dân, nhất là những người có dấu hiệu nghi ngờ nhưng còn e ngại và chưa dám làm xét nghiệm. Bà con này bây giờ là cái đến trạm tư vấn, chỉ đến trung tâm y tế Tân Sơn là để xét nghiệm, để qua phòng dịch để xét nghiệm thôi. Còn bà con bây giờ là cũng muốn là đi xét nghiệm nhiều, nhưng mà do cái điều kiện kinh tế hay là cái phương tiện đi lại, mà là cái phương tiện đi lại mưa này lũ này thì không đi được. Đến thời điểm hiện tại, tất cả người dân của 13 thôn bản tại xã Kim Thượng đều được các cán bộ y tế tư vấn hướng dẫn cụ thể các kiến thức liên quan đến phòng chống HIV/AIDS cũng như điều trị. Trung tâm y tế huyện Tân Sơn cũng đã tổ chức xét nghiệm tự nguyện HIV cho 400 người dân nhưng không phát hiện trường hợp nhiễm mới. Đến nay, nguyên nhân khiến tỷ lệ lây nhiễm HIV tại xã Kim Thượng vẫn chưa được xác định.